Thì kênh Lê Nguyễn mến chào quý bà con và các bạn nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn Chị Thúy Phượng. Một khung cảnh rất là quen thuộc nha bà con, giữa một bầu trời trưa nắng rực rỡ luôn. Hôm nay mình giao lưu phôi hoa giấy tiếp nữa nha bà con. Mời bà con và các bạn mình cùng đón xem và giao lưu với nhà vườn Chị Phượng ạ. Xin chào chị. Chào Liên và chào tất cả anh em thân thương luôn ha. Mong anh em tiếp tục ủng hộ cho nhà vườn mình ạ. Đầu lai cây mã số 1 là mình với giao lưu là 270k. Cây giáng giá báo lên đây là đã bao ship rồi nghe anh em. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đóng điệu tàn luôn. Một cây giáng long rất đẹp. Mình trồng gì cũng được. Hoặc là mình trồng giáng ba gì cũng được ha. Cây này rất là đẹp. Chuẩn không cần chỉnh luôn nha. Cây này bao phê. Giá chỉ có 270k mình bao ship luôn ạ. Chi cành đóng đều. Rồi, tiếp tục lên mã số 2. Mã số 2 này, bể đế nó rất là to nha. Cây này mình giao lưu giá 400k mình bao ship luôn ạ. Hoành cổ của nó trên là 28. Cái này mình ghép được 2-3 tầng luôn ha. Cao của nó là 1m. Giá 400k. Như một nồi đế luôn, đáng lẽ là chị phải đo một cái nồi đế. Cái hoành đế nó to mà không có. Đế nó cỡ khoảng 50 trừ 50 hơn á. Cái mã số 3. Cái mã số 3. Mã số 3 này mình giao lưu 200k. Cái hoành đế nó rất là to nha anh em. Tại vì cây này nó đế sữa, bởi vì nó bóp cổ, cái hoành nó không có được to. Cái hoành này nó 23. Tổng cao của nó là 65. Mã số 3. Tiếp tục lên mã số 4. Mã số 4 này 200k. Đế đặc luôn nha anh em. Mong anh em thương nhà vườn tiếp tục ủng hộ ạ. Hoành của nó là 24. Tổng cao của nó là 73. Tiếp tục lên mã số 5. Cái mã số 5 này giá chỉ có 160k. Cây dáng cũng khá đẹp. Hoành của nó là 22. Tổng cao của nó là 1m. Tiếp tục lên cái mã số 6. Cái mã số 6 này 140k. Cây này hoành của nó là 23. Cao của nó là 60. Giá chỉ có 160k. Ồ, 40k chứ. 140. Cây mã 10. Ồ, cây mã số 7. Cây mã số 7. Giá chỉ có 150k. Cây này hoành 27. Cao của nó 62. Tiếp tục lên mã số 8. Cái mã số 8 này chỉ có 120k. Cái này nó nhỏ nhưng mà tướng nó cũng rất là lực. Hoành của nó là 24. Cao của nó là 57. Tiếp tục lên mã số 9. Cái mã số 9 này 160k. Tàn cũng rất là đẹp nha. Hoành của nó là 25. Tổng cao của nó là 92. Tiếp tục lên mã số 10. Mã số 10 này 120k. Hoành của nó là 21. Tổng cao của nó là 73. Thấy anh em thương mình quá, không có bao giờ mình đoán mắt được hết trơn. Tất cả các tiếp tục lên mã 11 bao ship luôn. Đúng rồi, giá trên đóng bầu sau là mình đi vậy luôn á. Cái mã 11 này chỉ có 200k. Hoành của nó là 23. Cao của nó là 77. Cây này về ghép ngũ sắc là hết ý luôn bà con ơi. Cái đáp lại lòng tin yêu của anh em thương mến mình, mình bán giá rất là mềm cho anh em luôn ha. Cái mã 12. Cái mã 12 này giá chỉ có 120k. Hoành của nó là 20. Tổng cao của nó là 65. Tiếp tục lên cái mã 13. Dáng cũng đẹp, dáng trực. Cái mã 13 này chỉ có 180k. Đế rất là đẹp luôn, đế sáng rất là đẹp luôn anh em ơi. Hoành của nó là 18. Cao của nó là 75.
tục lên cái mã 14. Cái mã 14 này giá chỉ có 140k. 140k mà bệ đế rất là dễ thương luôn. Cây này hoành 18. Tổng cao của nó, tổng cao nó 62. Cây mã 15. Cây mã 15 mà giá chỉ có 101. Hoành của nó là 20. Cao của nó là 70. Tiếp tục lên cái mã 16. Mã 16 này giá chỉ có 150 anh em ơi. Lùng lực. Đế này rất là dạng to. Mình trồng theo bể thế nào cũng được ha. Cây này hoành của nó là 21. Cao của nó là 58. Mã 17. Mã 17 100k. Cây này dáng lạ. Cái dáng liêu siêu gì á. Hoành của nó là 29. Cao của nó 48. Tiếp tục lên cái mã 18. Cái mã 18 chỉ có 150k. Dáng bay rất là đẹp luôn nha. Hoành của nó là 22. Cao của nó là 76. Tiếp tục lên mã 19. Cái mã 19 này chỉ có 100k. Hoành của nó là 17. Cao của nó 62. Tiếp tục lên mã 20. Cái mã 20 này chỉ có 120k. Hoành của nó 23. Cao của nó 66. Tiếp tục lên mã 21. Cái mã 21 này chỉ có 101. Hoành của nó 24. Cao của nó 60. Tiếp tục lên mã 22. Bộ đế rất là đẹp anh em ơi. Ai thích quyển chuyển thì lấy cái cây này. Giá một mã 22 giá 120. Cây này cái hoành của đó là 16. Một thân mảnh xoắn quắn lắc. Cao của nó 65. Dáng rất là đẹp. Tiếp tục lên cái mã 23. Cái mã 23 chỉ có 101. Hoành của nó 19. Cao của nó 53. Tiếp tục lên mã 24. Cái mã 24 này chỉ 100k thôi anh em ơi. Hoành của nó 22. Cao của nó 77. Tiếp tục lên mã 25. Cái mã 25 này chỉ 100k. Hoành của nó 21. Tổng cao của nó là 66. Tiếp tục lên mã 26. Mã 26 dáng ra rất là đẹp ha, thẳng đứng rất là đẹp. Ai thích quyển chuyển thẳng đứng thì lấy cây này. Hoành của nó 17. Tổng cao của nó là 73. Tiếp tục lên mã 27. Cái mã 27 dáng ba rất là dễ thương. Giá chỉ có 100k. Hoành của nó 19. Cao của nó 55. Cây này bà con muốn bonsai thúc ngắn lại nữa. Tiếp tục lên mã 28. Mã 28 này giá chỉ có 120k. Không quá nhưng nó cũng hơi quýp quýp nha. Không quá thì quýp nha. Hoành của nó 22. Cao của nó 54. Tiếp tục lên mã 29. Mã 29 thì giá cũng chỉ có 120. Hoành của nó 19. Cao của nó 58. Dáng bài. Tiếp theo. Tiếp theo lên mã 30.
Mã 30 thì chỉ 100k. Một cốt. Mình có nói 21. Tổng cao của nó 93. Tiếp tục lên mã 31. Mã 31 tại tiếp tục lên một cái dáng bay nữa. Giá chỉ có 120. Hoành của nó 19. Cao của nó 62. Rồi, ok. Tiếp tục lên cái mã 32. Mã 32 này giá cũng chỉ có 120k. Đế sáng rất là dễ thương ha. Cái này ai thích tàn cao để tàn bay thì cũng được, mà ai không thích thì vừa khứa bỏ. Mạnh của nó 21. Khứa bỏ. Cao của nó 83. Rồi tiếp tục lên mã 33. Cái mã 33 này là mình giao lưu cặp bên mình combo nha. Một combo 2 cây. 2 cây này giá 180k. Để mình đo hạo thử con cây ạ. Vạch của nó là 16. Một combo 2 cây. Rồi tiếp tục mình lên combo 2 cây ạ. Cho cái mã 34. Cái mã 34 này giá chỉ có 140. Cây đế đẹp nha bà con. Tiếp tục lên mã 35. Cái mã 35 này chỉ có 150. 150, đế quái chi cành còn đều. Mình báo lên đây là giá này là bao ship luôn nha anh em. Một cặp cũng bao ship luôn. Cây cũng bao ship. Mã 36, 140. 640. Lùng lực mini. Tiếp tục lên mã 37. Mã 37, 140. 740 luôn, 2 cây. Tiếp tục lên mã 38. Mã 38 này 150. Hai cây có cái thân nó quấn quấn sắn sắn na ná nhau. 150, mã 38. Tiếp tục lên mã 38, 39. Tiếp theo 39. Mã 39 này giá 180. 39 thì lùng lực. 180. Rồi. Tiếp tục lên mã 40. 40. Cái mã 40 bé xinh xinh rất là dễ thương luôn nha. Để dễ bùa 150. Luôn. 150. 150k. 150 cho mã 40. Tiếp tục lên cái mã 41. Cái mã 41 này giá 160. Rồi. Cây hoành cũng từ 16 đến 17 rồi. Tiếp tục lên cái mã 42. Cái mã 42 này 140. 140, 2 cây. Rồi tiếp tục lên mã 43. 43. Combo 4 cây Liêm ơi. 43, mã 4 cây 200. 4 cây, mini quái nha. Đây, đây, đây. Cây này cũng đẹp ha, chi cành còn nhiều nè. Đây. Rồi. Rồi tiếp tục theo. Lên cái mã 44. 44, cũng 4 cây luôn ha. 4 cây 200. 4, tương tự vậy luôn. Rồi. 44. Tiếp tục lên mã 45, vẫn 4 cây 200. 4 cây luôn. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây. Đó. Rồi kết thúc clip mã cuối cùng là mã 46, 4 cây 200. À, bên này 46 nữa ha. Rồi. Rồi. Cây nha bà con. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây. Rồi 4 cây là mã 46 cũng 200 luôn. Rồi. Rồi, kết thúc clip ha chị ha. Rồi, mến chào Liêm và chào tất cả anh em ha. Mong anh em tiếp tục thương nhà vườn và ủng hộ tiếp tục ạ. À. Rồi, anh cảm chân thành cảm ơn ạ. À. Em cảm ơn chị Thúy Phượng nha. Mến chào bà con. Rồi. Và hẹn gặp lại bà con ở những clip tiếp theo. Rất là cảm ơn bà con đã ủng hộ nhà vườn nhiệt tình trong thời gian qua rồi nha. Bye bye bà con. Hẹn gặp lại bà con ở những clip tiếp theo.